9. Thư gửi cho hội thánh Thyatira. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng: đây là lời phán của Con Đức Chúa Trời, Đấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng. Ta biết công việc của con, lòng yêu thương, đức tin, sự phục vụ và sự nhẫn nhục của con. Các công việc sau này của con còn nhiều hơn những công việc ban đầu. Nhưng có điều ta trách con, ấy là con dung túng cho Giê-sa-bê, người phụ nữ tự xưng mình là nhà tiên tri, dạy dỗ và quyến dụ các đầy tớ ta phạm tội, gian dâm và ăn của cúng thần tượng. Ta đã cho người nữ này thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn điều gian dâm của nó. Này, ta sẽ ném nó trên giường bệnh và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hoạn nạn lớn. Nếu nó không ăn năn những việc làm của mình, ta sẽ đánh chết các con của nó. Lúc ấy, tất cả các hội thánh sẽ biết rằng ta là Đấng dò biết lòng dạ loài người. Ta sẽ báo trả cho mỗi người trong các con tùy những công việc của các con. Nhưng ta nói với những người còn lại của các con tại Thyatira là những người không nhận giáo lý đó, không biết đến điều mà họ gọi là những sự thâm hiểm của Satan, rằng ta không đặt trên các con gánh nặng nào khác. Tuy nhiên, các con chỉ cần giữ vững điều mình có cho tới khi ta đến. Người nào thắng và giữ các công việc của ta cho đến cuối cùng thì ta sẽ ban cho người ấy thẩm quyền trên các nước. Người ấy sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt và đập vỡ chúng như đồ gốm, cũng như ta đã nhận thẩm quyền ấy từ cha ta. Ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Ai có tai hãy nghe những lời thánh linh phán với các cõi thánh. Có phần họ được thánh ra cơ đọc. Khi họ cứ đọc kinh thánh để chú phán cho con trong cái đoạn đó, thì tự nhiên có một cái tin tức ở Florida có một bạn bắn chết 15 người, xây qua xây lại 17 người chết. Tôi nói bây giờ chú không biết, chú ship con từ đây, cái tin tức tự nhiên nó làm biến động cả nước Mỹ, xong rồi từ bữa sau nó biến động cả thế giới luôn. Biết cái câu chuyện một chàng thanh niên xách súng vô trường học bắn, chuyện này không phải là mới, vì chuyện này đã lâu rồi. Xách súng vô trường bắn đã nhiều lần rồi, mà kỳ này khi mà tôi nhớ đến điều đó thì tôi nói chắc chắn hành vi này không phải từ con người được, tại vì chỉ có ma quỷ nó mới giết người không gớm tay. Con người Chúa tạo ra không thể giết người giống tay được cái gì. Đây là cái quyền lực xui khiến của ma quỷ, nó khiến người ta làm điều này, chứ không phải là tự người đó. Xong rồi tin tức nhiều đưa ra, tại vì anh này bị autism, ba chết sớm, mẹ mới bị flu chết, cho nên anh bị trầm cảm từ autism, nó trở thành một người vậy. Tôi nói không phải đâu quý vị. Ngoài những cái chuyện autism, những chuyện với bệnh tự kỷ, cha chết mẹ chết, tôi biết nhiều người trong chúng ta có những người cha mẹ chết sớm và chúng ta trở thành người. Nhưng mà tại sao cái em này lại không thành người mà thành quỷ? Phải không? Khi mà chúng ta nhìn cái đó thì tôi nói bây giờ còn trường high school nào nó yên tâm cho con cháu chúng ta quý vị? Ma quỷ nó tất cả mọi nơi, nó đến những cái nơi đó. Bây giờ chúng ta biết cái trường Stoneman ở Florida là được kể là cái trường đó an toàn nhất ở vùng vùng đó, quý vị biết không? Giống như ở đây cái trường Troy với lại trường Oxford, ai là cha mẹ biết, nhưng lúc nào cũng muốn con mình đi học trường Troy hoặc là trường Oxford là cái trường nó safe nhất. Có nhiều quý vị xuống Irvine ở trường nó tốt hơn như đó. Nhưng mà thật sự ra bây giờ nhìn chung không còn một cái trường nào mà tốt hết. Quý vị thấy nhìn trên mặt người này, có những người như thế này, đây là những người, những cái gương mặt đã bị giết chết innocent. Thì tôi mới coi lên thống kê, tôi thấy 2017
có tổng cộng là 307 lần nã súng hàng loạt, chứ không phải là nã súng bắn chơi, gọi là 307 lần. Năm 2016 có 364 lần hay gì tôi coi không lầm, có nghĩa là nó hạ xuống, nhưng mà từ 300 mấy tới 300 mấy. Quý vị cứ tưởng tượng sống trên thế gian này cứ bị nã súng hoài hay sao? Tôi nhìn tôi nói như vậy chắc chỉ còn nốt chứ sao ra cô ta là chưa nã súng này. Cali cũng đầy rồi, mới miền Đông là đầy cái tên này, Nebraska cũng còn trống không quý vị. Las Vegas rồi tôi tưởng là nã súng nhiều lắm, là sao con chỗ tên con là con vụ mà. Cái động cơ của Nicholas Cruz là gì quý vị? Chúng ta biết mỗi điều gì xảy ra trên thế gian này đều có một cái động cơ. Nicholas Cruz là hung thủ giết người. Động cơ của em không phải là chỉ một vấn đề bệnh tật hay là cha mẹ chết sớm, nhưng mà động cơ duy nhất đó là quyền lực của ma quỷ. Chúng ta nghe chuyện này chúng ta hoang mang, chúng ta lo sợ, tại vì chúng ta còn con còn cháu sẽ đi học trường high school, chúng ta lo sợ. Nhưng mà chúng ta biết rằng đừng đánh lạc, đừng bị đánh lạc hướng gì. Trên cuộc đời chúng ta đôi khi cái sự lo sợ của chúng ta đi bị đánh lạc hướng đi. Trên thống kê nước Mỹ bây giờ mỗi tháng có khoảng 250 mục sư bỏ chức vụ. Quý vị biết những mục sư bỏ tiền 20 mấy 30 ngàn đi học ra trường bằng cấp rất là cao, thường thường mục sư học bằng cấp rất cao so với những nghề khác. Mục sư là bằng cấp cao nhiều hơn tất cả những cái nghề khác, những cái ngành nghề khác. Thì một năm có 250 mục sư bỏ chức vụ. Thì tính ra là một năm, ý một tháng, chứ một tháng là 250 mục sư bỏ chức vụ, tính ra một năm là khoảng 3.000 chức vụ mục sư bỏ đi. Chúng ta thấy nên nước Mỹ một năm bị giết chết nổ súng hàng loạt 307 lần, chúng ta thấy sợ phải không? Nhưng mà đối với hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta có nghĩ rằng, có bao giờ chúng ta nhớ rằng, biết rằng một năm có 3.000 người bị nã súng phải gục ngã trên chức vụ, mà một mục sư ngã xuống thì biết bao nhiêu người phải ngã theo cái gì? Không phải là 3.000 đâu, rất là đông. Thành ra đôi khi chúng ta chỉ thấy nó bắn ở ngoài thôi, nhưng mà bên trong nó có bắn nữa quý vị. Quý vị phải coi như thế nào, cái linh nó từ như thế nào, thì Chúa mới nhắc thôi, cái linh nó nằm là gọi là Giê-sa-bên. Giê-sa-bên là ai quý vị? Đó là một người đang quả sao quý vị? Ai cũng biết Giê-sa-bên đúng không? Quý vị biết vợ của ông vua nào? Vua Ahab. Ahab là chồng của Giê-sa-bên. Vua Ahab là vua của Israel. Israel là dân của Đức Chúa Trời, dân tuyển của Đức Chúa Trời, là tín đồ tin lành. Cưới một người vợ Giê-sa-bên, đã là con của người vua Sidonians. Vua Sidonian là bây giờ cái nước đó là cái nước Lebanon hiện tại bây giờ. Con gái của Ethibao là Baal. Vua đó thờ thần Baal và Astarte. Vua đã cưới bà Jezebel làm vợ. Thì sau khi bà cưới bà về thì bà làm supervisor cho 450 ông tiên tri đi thờ thần Ba Anh. Sau khi đó bà khiến 400 làm supervisor, một cái job manager là khổ rồi, bà tới hai cái job manager. Manager để thờ 450 ông tiên tri thờ thần Ba Anh, 400 ông kia thờ thần Ác Thật Tay. Tôi một
Tôi mà handle một ông tiên tri là tôi cũng không quải rồi. Mà bà handle cả tới 850 ông tiên tri, quý vị cũng tưởng tượng đi. Tiên tri không phải là người bình thường. Thời xưa có thể chúng ta có thể tưởng tượng giống như là thầy bói bây giờ. Quý vị control được thầy bói. Ông lúc nào bói, quý vị lúc nào hướng ông bói, ông bói sao ông bói. Đạp ở trong nước là cành cỡ hơn trên đi. Thì thời bây giờ chúng ta phải ảnh hưởng thời bây giờ. Sau đó thì chúng ta phải ảnh hưởng biết cái linh đó, Jezebel nó vẫn còn sống. Có nghĩa là thời của cách đó 1.000 năm thì bây giờ khoảng 3.000 năm. Linh Jezebel nó sống 3.000 năm, khoảng 3.000 năm tới bây giờ. Thì trong thời tưởng ước thì chúng ta biết rằng linh Jezebel là gì? Những người dạy dỗ sai trật đường lối của Đức Chúa Trời. Sống một đời sống không có đạo đức, thờ thần tượng, ăn phạm tội tà dâm và thờ các thần khác. Đó là thời thần tượng. Thì chú mới nói vậy nè. Nhưng ta có điều ta trách con, ấy là con dung túng cho Giê-xê-bên. Người phụ nữ tự xưng mình là nhà tiên tri dạy dỗ và quyến dụ các thầy đệ tớ ta phạm tội gian dâm ăn của cúng thần tượng. Chúng ta nên nhớ rằng Giê-xê-bên là một cái linh chứ không phải là một người nào. Nên nhớ vậy. Nó không đơn một người nào, mà nó không có chừa ai hết. Chúng ta biết bà hoàng hậu Giê-xê-bên là một người thật sự cưới một ông vua đó. Ông vua đó lãnh đạo cả dân tộc yêu mến Đức Chúa Trời, chứ không phải là một người bình thường. Thành ra cái linh Giê-xê-bên là cái linh nó mạnh nhất trong cái quyền lực, cho đến bây giờ nó vẫn còn hiện tại. Thành ra đôi khi chúng ta nhìn quanh nhìn mức á, coi nếu mà những điều gì xảy ra thì chúng ta sẽ biết rồi. Thì chúng ta thấy gì? Chúa nói là ta trách con bởi vì con dung túng. Cái chữ dung túng tiếng Anh gọi là allow. Chúng ta cho phép nó. Trong chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta cho phép nó? Nên tôi là con rồi. Chuyện đó tôi sống phải sống thanh sạch. Bao nhiêu lần chúng ta đã cho phép dung túng, bao nhiêu lần chúng ta đã cho phép cái lần đó không chế chúng ta. Thì chú nói như thế này: ta đã cho người nữ này thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn điều gian dâm của nó. Quý vị biết tại sao không ăn năn không? Tại không tỏ mình biết mình phải tỏ. Thật sự đôi khi chúng ta vô tình phạm tội nhưng mà chúng ta không biết mình phạm tội. Đó là cái kế của ma quỷ, cái kế của Giê-xu-bên. Kế của Giê-xu-bên nó đâu có cho mình biết mình phạm tội đâu. Nó bịt mắt tâm linh của chúng ta. Chúng ta không bao giờ thấy chúng ta là tội nhân. Thì Chúa nói vậy: nếu mà con phạm tội mà con không biết linh Giê-xu-bên nó đang khiến con, thì ta sẽ làm như thế này: ta sẽ ném nó trên giường bệnh và ném những kẻ phạm tội gian dâm với nó vào hỏa ngục. Trên con người chúng ta có ai có bệnh không nhỉ? Lộ mũi tôi cũng hồi sáng nhẹ nhàng chút xíu thôi. Có ai bệnh? Có, bệnh ít hay nhiều thôi. Thì đây. Ta sẽ ném nó trên giường bệnh, thì lúc đó nó sẽ biết là nó đang phạm tội. Chúng ta lúc mà khỏe mạnh chúng ta là không sao đâu. Nhưng mà chúng cho cái kết của cái nằm trên giường bệnh, thì chúng ta sẽ suy nghĩ lại những gì chúng ta đã làm. Khi mà tôi đọc tới cái kiểu mà hoạn nạn lớn đó, tôi nói Chúa đặt trên giường xong để Chúa cho bình hơn nữa Chúa. Nhưng mà hoạn nạn của chúng ta thì nó không chấm dứt đâu quý vị. Có những người bệnh nằm trên giường bệnh đó, cũng còn cố chấp,
hay là ta sẽ đánh chết các con của nó. Lúc ấy tất cả các hội thánh sẽ biết rằng ta là đấng do biết lòng dạ mọi người. Ta sẽ báo trả cho những người trong các con tuy theo công việc của các con. Cái gì chúng ta nói là gieo giống chi gặt trong đấy trong kinh thánh. Người không tin Chúa cũng biết gieo giống chi gặt trong đấy. Ai cũng biết cái câu đó là cái gieo bao nhiêu rồi. Chỉ hỏi chúng ta là cái câu hỏi là gieo bao nhiêu rồi, chứ thật sự chúng ta ai cũng có gieo được. Gieo giống chi thì gặt trong đấy. Khổ bao nhiêu, bởi vì chúng ta đã gieo bao nhiêu cái khổ rồi. Bây giờ chúng ta nói không lẽ Chúa phạt cả dòng họ con hay sao? Con phạm tội thì con phải chịu thôi chứ, tại sao Chúa phải phạt cả dòng họ của con? Chúng ta thấy một trong những cái chứng bệnh mà tôi biết là Down syndrome cũng là cái gene test nè. Stroke bị bệnh cả, bị bệnh tai biến, nó cũng có cái dòng. Tôi nghĩ là hầu hết những cái bệnh trong cuộc đời chúng ta nó truyền xuống cái gene trong gia đình. Thành ra tôi để ý khi đi bác sĩ họ hay hỏi cha mẹ, ông cố, ngoại, cô cậu, chú có cái bệnh gì, họ hỏi interview ngược lại. Cha mẹ có nghiện cái gì không? Thì con nó cũng nghiện cái gì vậy thôi. Đây, con cáo chúng ta pass it down. Thành ra lời Chúa cho bác sĩ biết, thành ra bác sĩ mới phải down được chứng bệnh từ cha từ mẹ. Bây giờ làm sao đây? Cho nên qua câu nữa, nhưng ta nói những người còn lại của con tại Tiara là những người không nhận giáo lý đó, không biết điều mà họ gọi là những sự thông hiểu của Satan, rằng ta không đặt trên con một cái nặng nào khác. Cảm ơn Chúa, lúc nào trong cái nắng chúng ta sẽ thấy như thế này. Chúa lúc nào cũng có cái đường giải pháp gì trong cuộc đời chúng ta. Đừng bao giờ nói là tôi là bế tắc, tôi bệnh này, tôi bị cancer này, tôi bệnh kia, tôi di truyền, chắc con cái tôi chắc bệnh giống như vậy hết á. Đừng. Khi mà chúng ta một lần chúng ta ăn năn, lý do tại sao con cái chúng ta phải ở trong cái sự rủa xả bệnh hoạn đó, bởi vì chúng ta chưa ăn năn. Chúa nói trong bà Giê-xu-bên xong, ta cho thời gian nó ăn năn, mà nó không ăn năn thì ta rủa xả cả dòng họ đó. Amen. Nhưng mà chúng ta là những người ăn năn mới nhận cái certificate đó, là những người ăn năn. Bởi vì sao? Chúng ta báo tem là chúng ta ăn năn những cái tội lỗi chúng ta. Cho nên ai chưa làm lễ báo tem, chưa ăn năn thì phải làm gấp đi, chứ không thôi điều đó nó sẽ xảy ra trên chúng ta và cả dòng dõi chúng ta phải bị cái sự rủa xả mà bên tập sẽ truyền miên suốt cả dòng dõi chúng ta. Chúng ta thương con cháu chúng ta thì chúng ta ăn năn, chứ không phải vì chúng ta thương dòng dõi của chúng ta thì chúng ta ăn năn, chứ không phải chỉ chúng ta thôi. Tôi biết nhiều người nói tôi ăn năn để tôi lên thiên đàng, good, được. Nhưng mà quý vị ăn năn để cho dòng dõi chúng ta nữa, chứ không phải chứ ai. Thì sao khi chúng ta ăn năn thì chúng ta không có đặt gánh nặng nó trên con nữa. Gánh nặng đó ta sẽ gánh cho con. Con không cần gánh cái gánh nặng đó. Tuy nhiên các con chỉ cần giữ vững điều mình có khi tới khi ta đến. Thì chúng ta gì? Phải giữ vững. Ăn năn sau đó gì? Bây giờ ăn năn sao phải ăn cỏ? Không được, ăn năn thôi, giữ cho tới cuối cùng. Có người uống nước cỏ. Bệnh ăn năn rồi uống nước cỏ sao? Chứ định uống nước cỏ thôi. Thì cái kết quả khi mà chúng ta như thế này, câu 26, người nào thắng và giữ các công việc ta cho đến cuối cùng thì ta sẽ ban cho người ấy thẩm quyền trên các nước. Người ấy sẽ cai trị các nước bằng một cây gậy sắt và là vỡ chúng như đồ đống. Chúng ta người chiến thắng là chúng ta cầm quyền trên cái thân xác của chúng ta, chúng ta cầm quyền trên cái bệnh tật của chúng ta, chúng ta công bố và cây gậy của Chúa mà tất cả mọi bệnh tật sẽ lui ra. Amen.
mà cái gậy đó Chúa cho ban chúng ta là đời đời, chúng ta sẽ tiếp tục cầm quyền cho đến khi Chúa trở lại 1000 năm bên em, chúng ta vẫn cầm quyền. Tôi không biết lúc đó Donald Trump như thế nào hay Barack Obama, nhưng mà tôi biết chức vụ của tôi cao hơn anh đó. Nhưng mà ông đầu tư lộn, tôi đầu tư đúng, quý vị đầu tư đúng, Donald Trump đầu tư lộn, Barack Obama đầu tư lộn, thì quý vị là người cầm quyền trên thế giới. Nhiệm kỳ tổng thống chức 48 năm quý vị, còn quý vị là cầm quyền nhiệm kỳ quý vị đợi đó. Anh đã đỡ sợ sau này. Cho nên đôi khi những người hồi lúc còn quay, còn trẻ quay, sai mình sai kia, sau này nó sai lại chúng ta đó coi chừng. Bởi vì nó trung tín theo Chúa, nó hầu về Chúa, nó là người hầu ở trong nhà chúng ta thôi, nhưng mà nó yêu mến Chúa, nó hầu về Chúa, nó đầu tư trên cái thẩm quyền, thì sau này chủ sẽ trở nên là tớ, tớ sẽ trở nên chủ. Quý vị có biết không? Đầu trở nên rốt, trở nên là gì? Thống quyền chúng ta. Có gì con cái chúng ta muốn nó sai chúng ta, tại nó trung tín hơn chúng ta. Cho nên cái quyền cuối cùng ta sẽ ban cho người ấy ngôi sao mai. Ngôi sao mai để ý nghĩa là Chúa Giê-xu. Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán. Ai có tai hãy nghe lời Thánh Linh phán. Sáng nay chúng ta biết rằng ai cũng có tai thuộc linh để nghe là Thánh Linh phán. Lời Chúa nhắc nhở rất là ngắn. Nguyện xin Chúa mở lỗ tai thuộc linh chúng ta mỗi ngày, chứ không phải chỉ chuyên nghiệp thôi. Những gì chúng ta cần phải ăn năn thì ăn năn càng sớm càng tốt. Bệnh tật của chúng ta sẽ hết. Chúng ta lúc đó không cần nhân danh Chúa Giê-xu để đuổi nó, tại vì nó là sợ chúng ta này. Cái sự ăn năn của chúng ta nó lớn hơn tất cả mọi thứ. Ăn năn nó lớn hơn. Quý vị biết người đàn ông mà nói chữ xin lỗi khó hơn không? Ai đây người đàn ông nói chữ xin lỗi được? Quen lần. Ai người đàn bà thích nói chữ xin lỗi nhiều? Rất ít chúng ta nói sẵn sàng nói chuyện xin lỗi thôi, không bao giờ chịu sai. Bây giờ chịu sai một lần cuối cùng, chịu sai lần cuối cùng để ăn năn. Amen. Bởi vì chính chúng ta và cả dòng dõi chúng ta chỉ mà không lời là ăn năn. Bây giờ trước khi chúng ta Chúa giao chúng ta đi ra để truyền báo phúc âm của Ngài thì chúng ta phải bẻ bánh. Bởi vì sao? Bẻ bánh ăn tiệc thánh với nhau là chúng ta nói tôi đồng với Chúa, đồng thân thể với Chúa. Dẫu tôi đi ra cả mấy chục ngàn mai xa dặm đó, nhưng mà tôi cái thân thể của tôi vẫn của Chúa. Rồi khi mà chúng ta ăn lại tiệc thánh là chúng ta cứ nhắc là cái sự hiện diện của Chúa có khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào chúng ta đi. Khi mà chúng ta nhận lại tiệc thánh là chúng ta đồng một của Chúa, không có thể rời khỏi Chúa được. Thì sáng hôm nay nếu chúng ta biết mình đồng một với Chúa thì xin mời lên đây mọi người lại. Chúng ta mở bên bánh tươi.
Chúa nói đây là thân thể ta, vì chúng ta ở đây, vì chúng ta mà Ngài phó cho. Thì khi mà chúng ta ăn thịt thánh thì chúng ta nhớ đến với Chúa, thân thể của Ngài tan nát vì chúng ta. Xin mời chúng ta dùng. Sau khi Chúa bẻ bánh cho các môn đồ dùng bữa thì Chúa nói, Chúa cầm chén lên, Chúa nói đây là huyết của ta, huyết là bảo tượng bảo hiểm cho cái sự sống. Chúng ta không có huyết thì chúng ta sẽ không sống. Thì cái đây là cái giao ước mà Chúa muốn làm với chúng ta. Dẫu rằng Chúa đã làm giao ước khi chúng ta ăn năn cầu lỗi, chúng ta tin Chúa, tiếp nhận Chúa, thì chúng ta trở thành con cái của Ngài. Đó là chúng ta được cái giao ước mới với Chúa. Giao ước mà quyền lực ma quỷ Satan không thể giành lên hồn chúng ta này. Chúng ta thuộc về Chúa tròn 100%. Thì giao ước này Chúa cũng nhắc, bữa hôm nay tôi muốn chia sẻ với gì, chúng ta không thể dung túng cho quyền lực về Satan. Bởi vì linh hồn của chúng ta đã trọng cho Chúa rồi, thì chúng ta không thể dung túng để cho quyền lực Giê-xu-bên khống chế chúng ta.